ở xã Phi Liên của huyện Đâm Rông, địa phương với đa số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Mặc dù đời sống kinh tế khó khăn, nhưng bà con nơi đây vẫn xem việc đóng góp sức người sức của cùng nhà nước chung tay xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm, là việc làm thiết thực để nâng cao chất lượng đời sống của chính mình, qua đó làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở vùng đất còn lắm đói nghèo này. Và trong công tác huy động sức người sức của, đoàn kết toàn dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, không thể không kể đến vai trò vô cùng quan trọng của Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Đâm Rông. Phóng sự sau sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Hơn 5 năm trước, từ chương trình ổn định dân di cư tự do, hơn 100 hộ đồng bào dân tộc Mông từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào sinh sống tại xã Phi Liên, huyện Đâm Rông, hình thành nên bản Dương Cờ Lê ngày nay. Cuộc sống mới tại nơi đây vẫn còn lắm những khó khăn. Con đường giữa hai thôn Băng Sim và Dương Cờ Lê do chưa được xây dựng nên tuyến đường mưa sình nắng bụi ấy đã ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân. Năm 2016, với nguồn kinh phí 1,2 tỷ đồng từ chương trình xây dựng nông thôn mới và nguồn đóng góp sức người, sức của người dân hai thôn, tuyến đường đang được bê tông hóa nhằm kết nối giao thương và văn hóa giữa bản Dương Cờ Lê của người Mông và buôn Băng Sim của người Cờ Ho, có phần xây dựng xã Phi Liên ngày một phát triển. Đường này nó khó đi, với lại lầy khó đi. Bây giờ nhà nước giúp đỡ làm cái đường này thấy cũng đẹp và sẽ rất vui. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm cho chúng tôi làm đường, cho chúng tôi đi và làm nương chợ cà phương cà phê. Rất cảm ơn. Không chỉ góp sức làm đường giao thông, phong trào hiến đất cũng được người dân xã Phi Liên hưởng ứng để chung tay xây dựng nông thôn mới. Gia đình ông Nguyễn Hữu Phước ở thôn Bóp La mới hiến hơn 100 mét vuông đất cà phê để làm hội trường thôn. Mặc dù kinh tế không khá giả, nhưng với ông, việc hiến hơn 100 mét vuông đất để đổi lấy nơi sinh hoạt cộng đồng của cả thôn là một việc làm thiết thực. Có cái chương trình xây nhà cộng đồng của ban thôn thì riêng tôi thì cũng chẳng được nhiều gì, thì cũng có miếng đất thì cũng hiến cho ban nhân thôn để làm cái hội trường để cho nhân dân và đồng bào đi họp thì tiện lợi hơn ạ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân với tinh thần dân góp, dân làm, dân hưởng thụ, các công trình dân sinh ở xã Phi Liên đang mọc lên ngày càng nhiều. Trong gần 5 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân xã Phi Liên đóng góp hàng ngàn ngày công lao động, hiến hơn 20.000 mét vuông đất để xây dựng hội trường thôn và kiên cố hóa hơn 10 km đường giao thông nông thôn. Với sự đoàn kết, chung tay của nhân dân địa phương, bộ mặt nông thôn mới của xã vùng sâu này đang ngày một thay da đổi thịt. Sức dân đang được xem là nguồn lực quan trọng để xã Phi Liên xây dựng thành công chương trình nông thôn mới. Đầu tư về Phi Liên thì trong thời gian qua thì địa phương sử dụng nguồn vốn đó theo cái nhu cầu, cái đầu tư của người dân theo cái quyền lợi và trước mắt thì người dân thấy được một số cái công trình đầu tư từ những năm trước đây trở về đây thì công trình hết sức là chất lượng, hiệu quả, đặc biệt nhất là đi vào những con đường bê tông rồi để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, phát triển kinh tế xã hội, rồi làm trường cho các em đi học, rồi một số các mô hình khác chẳng hạn như đầu tư phát triển sản xuất, rồi hỗ trợ phân, hỗ trợ con vật nuôi. Sau những cái đầu tư của nhà nước đó thì đảng ủy, ủy ban, rồi mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền vận động, chỉ đạo nhân dân là tái đầu tư để phát triển kinh tế xã hội chính cho bản thân của họ. Với sự góp đức, góp công của người dân, cùng nguồn kinh phí lồng ghép từ chương trình 1-3 năm, không đầy 2 tháng nữa, hội trường thôn Bóp La sẽ được hoàn thành. Đây là hội trường thứ 8 trong tổng số 9 hội trường thôn của xã Phi Liên được xây dựng, góp phần giúp địa phương đạt thêm một tiêu chí về thiết chế văn hóa, tạo đà để xã vùng sâu này tiếp tục xây dựng và hoàn thành thêm 6 tiêu chí còn lại, sớm về đích mục tiêu trở thành nông thôn mới vào năm 2019. Thầy giáo Ngọc Tuấn luôn dành thời gian để ươm những mầm non tin học từ khi mới...